Giới thiệu với các bạn cái bộ động cơ 12V có giảm tốc nhé. Con này chạy tối đa là 45 vòng trên phút, tăng giảm bằng nút bấm điện tử này. Đây là số 9 này, số 8 này, số 7, số 6, số 5, số 4, số 3, số 2, số 1. Cái bộ điều khiển này thì nó khác với cái dòng giảm điện áp. Thì cái này nó là điều khiển khi các bạn chạy tốc độ chậm và tốc độ nhanh thì lực kéo đều giống nhau nhé. Muốn đảo chiều thì chỉ cần đảo chân động cơ này là nó sẽ đảo chiều thôi. Các bạn có thể đấu vào công tắc 6 chân hoặc cầu dao, hoặc tay đảo chiều, hoặc là nút vặn 6 chân đều được.